Bây giờ chúng ta đi tiếp theo là từng cái nhà một, từng cái hướng một. Nam ấy, là cái hướng tôi nghĩ là tương đối xấu của năm 2024. À, về mặt tài lộc thì hướng Nam nó gồm có 45 độ, chúng ta nhà có 8 hướng mà. 360 độ là một vòng tròn chia cho 8 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Đông, Bắc, Tây, Nam, Tây, Bắc. Thì mỗi hướng như vậy là có 45 độ. Thì hướng Nam là cái hướng mà từ 158 độ cho đến 202 độ. Thì đây là hướng Nam, là 45 độ. Thế thì trong 45 độ này thực ra về phong thủy thì nó lại phải rất chi tiết. Thì tôi cứ cứ vẽ ra đây để mọi người hình dung. Những cái số đo ấy mà có cái màu 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 tối này này là năm nay bị hao tài. Ví dụ như những nhà từ 158 độ, hướng nhà 158 độ cho đến 161 độ là bị năm nay là bị hao tài. Từ 169 cho đến 172 độ là bị hao tài. Đấy, còn cái khúc mà từ 161 đến 169 thì năm nay lại tốt đẹp. À. À, năm rồi từ 1972 đến 1977 là tốt. Và 1977 đến 1983 là xấu, tức là hướng chính nam năm nay là xấu, hao tài. Chính nam là 180 độ mà. Còn từ 1977 đến 183 là đúng chính nam luôn, hao tài. Đấy, cái phong thủy mà tôi làm thì nói chung là nó phải phải đi chi tiết đến từng độ chứ nó không chung chung được. À, đấy là những cái khúc xấu. Thế thì riêng nói chung về hướng Nam thì năm nay phạm phải phải rất nhiều sao xấu. Thứ nhất là tang môn nằm ở tang môn thì nằm ở, ở chính Nam. Thứ hai là tai sát và phục binh đại họa nằm ở hai bên ở phía Nam cả. Cho nên ấy, nhà hướng Nam khu vực phía Nam ấy, năm nay là không nên tu sửa gì hết. Khuyên chân thành bà con là đừng có tu sửa. Nếu mà buộc phải sửa thì phải mời các thầy phong thủy, thầy nào cũng được hết á, nhưng mà tốt nhất là thầy gần nhà nó tiện. Thì hướng Nam ấy, thì mời các thầy đến xong rồi chọn ngày chọn giờ cho nó tốt thì mới có thể khởi công tu sửa, còn nếu không mà chạm vào là tôi nghĩ cái xác suất mà gặp hoạn nạn nó phải trên 70%. Chúng ta nhìn thấy ở đây rất nhiều sao này, tôi liệt kê là phục binh này, tang môn này, đại họa này, phi liêm kim thần tai sát này, phá quân này, nói chung là hướng chính nam là xấu nhất nhé. Cái tai sát á, thì nó sẽ dẫn đến cái gì? Tai sát thì nó là một cái loại âm khí của ngũ hành. Nếu mà tu sửa hoặc là có cửa ở đấy thì dễ phạm cái gì? Dễ phạm vào tố tụng pháp luật, dễ phạm vào vào việc hôn nhân có vấn đề, rồi là về chức vụ và về hỏa hoạn. À, cái tai sát này là rất là nặng. Cái phục binh và đại họa là những cái tiểu nhân. Tiểu nhân này có thể là trời sinh, nó ở đâu đó nó luôn luôn là gây họa cho mình. À, còn hai bên cái phía chính nam, hai cái mé hai bên của nam ấy, thì nó có may là nó có cái sơn hoàng đạo, vũ khúc và tham lang. Cái sơn hoàng đạo nó hỗ trợ cho nên cũng đỡ xấu hơn là chính nam. Thế còn ở phía bên phía nam lệch trái, tức là về cung bính ấy, là được cái tẩu mã lục nhâm ấy, là có hà khôi nó chiếu đến thì nó cũng đỡ hơn. Thế như vậy chính nam này, cái phương chính nam ở trong nhà ra ngoài vườn là không nên tu sửa.
chính nam để 7-8 phần xấu, còn cái hai bên thì nó khoảng độ 6 phần xấu. Đối với nhà hướng nam hoặc cửa phía nam thì hao tài như lúc nãy tôi đã nói. Và cách hóa giải thì thứ nhất là đừng có tu sửa, đừng có phá dỡ, hạn chế mở cổng ở phía nam. Đã có thể dùng vật phẩm phong thủy đó là nghi hóa sát, nghi hóa sát và hồ lô hóa sát hoặc long quy hóa sát. Ngoài ra thì bởi vì nó có cái sơn hoàng đạo và tổ mã lục nhâm cho nên là có thể dùng thêm tranh là khai mã môn. Khai mã môn, tí nữa tôi sẽ đấu giá một cái bức tranh khai mã môn để chúng ta gây quỹ từ thiện, khai mã môn để hóa sát cái cửa phía nam này. Ở đấy tôi nói hai ý, một là góc phía nam của nhà kéo ra ngoài vườn và hai là nhà hướng nam hoặc cửa cổng phía nam nhé, chúng ta lưu ý như thế. Tiếp theo là nhà hướng tây nam hoặc là góc phía tây nam, thì nhà hướng tây nam á, cửa phía tây nam á, mấy năm vừa rồi là chúng ta rất là vất vả. Tây Nam nó có 45 độ là từ 203 đến 247 độ. Chính xác là 202,5 cho đến 247,5. Thì mấy năm vừa rồi cái hướng này vất vả lắm, thậm chí chết người rồi phá sản, tai nạn kinh khủng lắm. Năm nay tốt, năm nay về riêng về tiền bạc là hướng Tây Nam ok nhé. Hướng này năm nay lành, tương đối tốt. Nhưng mà có cái hướng chính lại chính gọi là chính Tây Nam là tốt nhất và hướng khôn là tốt nhất. Nhà có cửa hướng khôn thế năm nay là có tiền, có tiền bạc, có sao bác sĩ chiếu đến cho nên dễ được lên chức, dễ được đề bạt. Có tổ mã lục nhâm cho nên là nó cũng dễ thuận lợi và đặc biệt là có sao cửu tử là sao chủ của vận chín ấy, và chiếu vào cho nên là hướng khôn là chính giữa tây nam ấy, năm này rất tốt, là cái số hướng là từ khoảng độ 218 cho đến 232 độ là khúc này này. Tiếp theo là cái hướng khôn hướng tây nam nhưng nó lệch sang trái tí là cái cung mùi là từ khoảng 203 đến 217 độ, thì cái này nó bị tuế sát là xấu nhưng mà có tiền. Năm nay thì vẫn có tiền, vẫn có lộc nhưng mà bị tuế sát. Tuế sát thì sao? Tuế sát thì sao? Tuế sát thì nó dễ gây phiền phức, mệt mỏi, và nếu mà tu sửa, hạn chế tu sửa dễ bị hao tài, đặc biệt là đi kèm với tuế sát lại có cả kim thần. Kim thần cộng với tuế sát thì nếu mà tu sửa ở phía tây nam này thì không có lợi. Nhà tiền bạc thì vẫn ok nhưng mà nếu mà tu sửa động thổ thì không có lợi, dễ bị hao tài tổn thất. May có hữu bật và tứ lợi tam nguyên thái âm chiếu đến cho nên chỗ này là nó cũng đỡ đi, tức là còn khoảng 5 phần tốt 5 phần xấu. Còn hướng tây nam, phía tây nam của nhà mà lệch sang phải tức là khoảng từ 232 độ đến 247 độ thì nó có cái sơn hoàng đạo và tẩu mã lục nhâm là tốt nhưng mà lại gặp kim thần và địa quan phù thì lại là hung hai hung tinh cho nên chỗ này là cũng không không nên tu sửa, không nên phá dỡ, không nên động thổ mặc dù tiền bạc vẫn tốt. Nói chung là
có vào mà động thì lại nó thành có ra. À, thì cái bên này thì là có 6 phần tốt, 4 phần xấu. À, thế đối với nhà có cửa hướng Tây Nam thì năm nay dễ được thăng quan tiến chức hoặc có cổng Tây Nam. Hoặc nếu mà không được đó mà chúng ta có nhu cầu thăng quan tiến chức thì nó may nó có cái sao bác sĩ và tẩu mã lục nhâm nó tụ về cái chỗ này. Cho nên là nếu mà chúng ta đặt tranh khai mã môn ở đây thì cái việc thăng quan tiến chức hoặc cái việc kinh doanh buôn bán sẽ được hanh thông. À, tranh khai mã môn thì ở treo ở hai bên cửa này, hai cửa này thì nó sẽ được hanh thông. Tiếp theo là nhà hoặc là phía Tây. Phía Tây thì trong cái năm vừa rồi, năm 23 này này, thì mình cũng đại khái 2-3 năm nay bà con cũng tương đối liêu xiêu rồi. Năm nay thì nó có tốt xấu lẫn lộn. Toàn bộ phía Tây là 45 độ, kéo dài từ 248 đến 292 độ. Chính giữa Tây là 270 độ. Thì những cái nhà hướng Tây ấy, nếu mà từ hai thì cái Tây này nó chia 45 độ, nó chia ra 3 phần. Cái phần bên trái này là phần mất tiền hao tài năm này. Phần bên phải là phần màu trắng này là phần có lộc. Tức là từ nếu mà nhà hướng Tây từ 248 đến 262 độ ấy, thì năm nay dễ bị hao tài. Nhưng mà nếu từ 62, 262 đến 292 thì dễ được lộc. Đấy, về tiền bạc là như vậy. À, thế còn về tốt xấu thì sao? Thì cái chính giữa này này, cung Dậu này, 270 độ này, thì đoạn này thì năm nay là có kim thần tử phù và tiểu hao, để đều là mấy cái sao xấu. Mấy sao xấu thì những cái sao này nếu mà mình động vào, khởi công động thổ tu sửa thì nó dễ dẫn đến là đau ốm, tai nạn, mất tiền, thị phi. À, ta bạn rồi thì thế còn hai cái phía hai bên ấy, tức là Tây mà lệch sang trái sang phải thì nó không có sao xấu, nó không có sao xấu. À, thì cái việc động thổ tu sửa vẫn có thể làm được, bởi vì nó có cái sơn hoàng đạo và tổ mã lục nhâm. Tuy vậy toàn bộ cái phía Tây này năm nay là sao ngũ hoàng là vào. À, chúng ta phải lưu ý năm nay sao ngũ hoàng vào, mà ngũ hoàng là ngũ hoàng đại sát. Nghe từ đại sát là thấy nó hoành tráng cỡ nào, cho nên là nó vẫn chứa đựng những cái rủi ro. Như vậy năm nay hướng Tây ấy, xấu nhất là chính Tây, còn xấu nhì là Tây lệch lệch về phía Nam, và thứ ba là nhẹ hơn là Tây lệch về phía Bắc. À, thì riêng chính Tây thì vẫn xấu. À, thì như vậy là về tài lộc thì Tây và Tây lệch Bắc này vẫn có tài lộc. Nhưng thì để giảm cái xấu ở đây thì chúng ta là gì? Hạn chế, không nên gì tu sửa đào bới, khởi công động thổ. Nhiều nhà là do nhà nước làm đường xong rồi đào ngoài đường thôi, đào đào hầm, đào cống thoát nước rồi đường cáp quang gì đó, là cuối cùng là đào đúng vào cái chỗ này của nhà mình là mình dính thôi. À, nó là như vậy. À, và may ở cái chỗ cung Dậu chính Tây này là có tuế chi đức, là cái góc này là có cái sao tuế chu đức lúc nãy nói rồi, là cái sao mà nó có thể áp hóa được cái hung tinh. À, nơi nào tuế chi đức nơi đợi quản thì nơi đấy có thể phúc phần tụ hội. Cho nên tóm lại là năm nay phía Tây là bán cát bán hung. Thế thì vật phẩm thì nên dùng cái gì để hóa giải bớt? Một là nên tĩnh không nên động. Thứ hai là ở đây thì năm nay bởi vì nó có thể chiêu tài được, cho nên tôi nghĩ là nên dùng tranh khai cung tài lộc.
ở phía Tây này hay cung tài lộc, bởi vì nó có cái thuận về mặt chiêu tài. Mặc dù sao ngũ hoàng chiếu đến nhưng cung Dậu và hướng Dậu và hướng Tân lại có lợi cho việc chiêu tài. Tiếp theo là hướng Tây Bắc và nhà Tây Bắc. Hướng Tây Bắc thì năm nay, năm vừa rồi tức năm 23 thì chúng ta cũng tương đối là liêu xiêu mệt mỏi, mất tiền rồi thị phi đủ các thứ, tang môn rồi bạch hổ rồi ngũ hoàng chiếu. Nhưng mà sang năm 24 ấy, thì tài lộc ổn. Sang năm 2024 này thì cái hướng Tây Bắc, chúng ta thấy 45 độ này, từ 293 đến 337 độ thì nó màu trắng hết, là tức là màu tài lộc. Còn cái chỗ màu màu tối này là màu riêng chính tuất là xấu. 297 đến 200 đến 303 là có 6 cái độ này thôi. Nếu nhà mình rơi vào 6 độ này thì năm nay bị hao tài. Còn lệch ra khỏi cái màu xám này thì năm nay tài lộc vẫn tốt. Tuy là tài lộc tốt nhưng mà hung tinh cũng nhiều. Ở cung tuất này là từ cái phía tây lệch, tây bắc lệch lệch tây này là có đại hao. Đại hao là nó cũng là một cái sao đấy, nó là chính là tuế phá đấy. Cho nên là nhà hướng tây bắc mà tức là hướng tuất thì năm nay là năm dễ phá tài, dễ đau ốm, lại có báo vĩ và tàn quan nữa, là hai cái sao xấu. Báo vĩ là cái cờ quạt, cái đội quân mà cầm cờ cầm quạt của thái tuế. Cho nên là thái tuế đi đến đâu thì cờ quạt phải đi đến đó, mà ai cản đường cờ quạt thì rõ ràng là bị trừng phạt thôi. Đấy. Tương tự như vậy với tàm quan. Tàm quan là cái nơi mà nuôi giữ cái ngày xưa gọi là nuôi tằm. Tàm quan là cái nói đến cái sự nghiệp. Con tằm ngày xưa là của cung vua, nhung gấm lụa là, nên cái này nó nói đến cái công ăn việc làm. Thì nếu mà tu sửa ở đây vào cung tuất này thì là xấu. May có một chút đấy là tổ mã lục nhâm công tào hỗ trợ. Còn đối với càn và hợi thì hợi là có thiên quan phù và tam mệnh thì cũng là cái, nhưng mà có cái sơn hoàng đạo tứ lợi tam nguyên hỗ trợ, cho nên là về cơ bản thì hai cái phần còn lại này là 6 phần tốt, 4 phần xấu. Cơ bản là tốt lên, tốt lên nhiều so với năm 2023. Thì nhà tức là ở hướng, nếu nhà hướng Tây Bắc hoặc có cổng cửa ở hướng Tây Bắc thì năm nay á, phát dễ dễ kiếm được tiền. Cho nên là cái vật phẩm phù hợp ấy là tranh khai cung tài lộc. Khai cung tài lộc. Tiếp theo là phía Bắc của nhà. Phía Bắc của nhà thì năm vừa rồi tương đối là tốt đẹp, nhưng năm nay chúng ta nhìn thấy có hai cái màu tối. Bắc là 0 độ hay là 360 độ ấy, là chính Bắc. Thì cái khẩu độ 45 độ trải dài từ 338 độ cho đến 22 độ. 338 xong rồi đến 360, 360 độ tức là 0 độ. 0 độ cho đến 22 độ. Thế thì cái hướng xấu nhất của năm nay là hướng chính Bắc. Hướng chính Bắc có gì? Có đại tướng quân, thủ lĩnh của Thái Tuế. Nghiêm lắm. Phạm vào là ăn đòn. Thứ hai là có Bạch Hổ. Chúng ta biết rồi, Bạch Hổ là quản về chết chóc, tang tóc, khóc than, rồi đại sát. Đại sát là em của Thái Tuế, rất là hung dữ. Rồi ngũ quỷ. Ngũ quỷ cũng tàn, có tính chất tàn sát rất là mạnh. Thế nên là hướng chính Bắc của năm nay là hướng xấu nhất. Còn hai cái bên ấy, thì nó
nó đỡ sâu hơn và nó có phần tốt. Thì năm nay thì có sao Bát Bạch bay về cung Khảm cung Bắc, cho nên là những cái tốt nó, cái gì tốt thì nó được tốt lên, cái gì xấu thì nó giảm đi, nhưng hướng chính Bắc vẫn là hướng xấu nhất. Thế thì nếu nhà có cửa hoặc cổng mở ở hướng Bắc mà hướng Bắc lệch sang trái thế này từ 338 đến 357 thì phát tài, thì năm này phát tài. Còn nếu mà từ 357 đến 360 và từ 360 từ 0 độ đến 3 độ là dễ bị hao tài, từ 12 độ đến 18 độ là hao tài, để còn lệch ra nữa thì vẫn được tài lộc. Nên thứ nhất là ngoài cái việc không tu sửa thì thứ hai là chúng ta nên, nếu mà muốn thăng quan tiến chức hoặc giao dịch hanh thông ấy, thì bên phía bên trái này có thể tu sửa này, bên cung nhâm này, này. Tức là từ 338 đến 352 độ này có thể tu sửa thì chúng ta sẽ giao dịch hanh thông và dễ luân chuyển công tác và thăng quan tiến chức được. Thì cái vật phẩm tốt nhất năm nay ở phía Bắc này nếu có cửa thì là khai mã môn, bởi vì khai mã môn nó có thể tiêu trừ được tiểu nhân, lại có thể giúp cho giao dịch hanh thông, lại vừa có thể chiêu tài, lại có thể thăng quan tiến chức được. Tiếp theo là Đông Bắc. Đông Bắc thì một màu nâu nâu luôn, gần như bao phủ. Ý nói rằng đại đa số hướng Đông Bắc, nhà hướng Đông Bắc, cửa hướng Đông Bắc, cổng hướng Đông Bắc năm nay là hao tài. Hình như mấy năm vừa rồi cũng hao tài đó. Năm nay hao tài nha. Trừ hai cái khe nhỏ là từ 52 độ đến 57 độ và 63 đến 67 độ là có tài có lộc. Thế còn các cái số đo còn lại là hao tài hết. Mọi người đừng nhắn tin hỏi lúc tôi đang 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 thuyết trình, bởi vì tôi sẽ không thể đọc được đâu. Lúc nào tôi bảo hỏi thì lúc đấy hãy hỏi. Năm nay hướng Đông Bắc tuy là hao tài nhưng mà lại khá lành. À, tuy hao tài nhưng khá lành. Này, thì ở phía cung Sửu này nó có cái Sơn Hoàng Đạo này, Tứ Lợi Tam Nguyên này. À, thế nên là nó khá là lành. Ở phía Cấn thì nó xấu hơn là nó có âm phủ Thái Tuế. Âm phủ Thái Tuế là cái nơi mà hậu cung của vua, nó không không được tốt, nó chứa nhiều điều phức tạp, và cho nên là dễ bị thị phi. À, nhưng mà ở đây lại có Tấu Thư. Tấu Thư là cái vị thần mà chuyên soạn thảo và bẩm tấu những cái việc của mình với thiên triều, cho nên nếu ai làm xấu điều xấu thì sẽ bị trừng phạt, ai làm điều tốt thì sẽ được thăng quan tiến chức hoặc lên lương. À, thế còn phía bên phải này thì có cái thị phi. À, và cả ba cái cung này thì đều có cái tổ mã lục nhâm, cho nên là mặc dù là tài lộc năm nay của cái hướng Tây Bắc này, Đông Bắc này là kém, nhưng mà cái sự yên ổn và sự thăng tiến thì lại có cơ hội thăng quan, mà lại tài lộc kém nghĩa là nó phải có đường ra, tăng được mấy triệu tiền lương nhưng mà nhà chi nhiều thứ quá. Đấy. Và có thị phi, dễ có thị phi. Thì cái này cũng thuận nhất là tranh khai cung tài lộc. Năm nay đấy, cái hướng này là nó bị hao tài thôi, chứ còn về các thứ các cái mặt khác thì nó khá là yên ổn. Đối với hướng đông thì từ 62 độ cho đến 112 độ, chính đông là 90 độ. Thế thì từ 168 đến 82 độ á,
thì năm nay bị hao tài, còn từ 82 đến 102 độ thì năm nay có tiền, có lộc. Năm vừa rồi chúng ta cũng bị hao tài rồi thì năm nay sẽ có lộc. Hướng chính đông thì năm nay là dễ bị đau ốm bởi vì rơi vào bệnh phù. Tiền là một chuyện, ốm đau là chuyện khác. Mà để hạn chế cái đau ốm này thì đừng có tu sửa xây dựng gì cả. Còn về về vật phẩm phong thủy thì nên treo một cái quả hồ lô hoặc một chùm hồ lô ở phía phía chính đông. À, còn mọi thứ là phía đông năm nay tốt hơn rất nhiều so với năm ngoái. Tốt hơn rất nhiều so với năm ngoái. Và bởi vì là nó có cái lợi thế về mặt là tài lộc, cho nên cái nếu nhà có cửa hướng đông thì năm nay nên treo tranh khai cung tài lộc. Và đồng thời với những cái tranh như lúc nãy tôi có giới thiệu là cái gì nhỉ, cái nhân môn hợp hóa với lại dưỡng bệnh hưng môn. Còn đối với Đông Nam, Đông Nam thì năm nay ấy, thì không yên nhưng mà là có lộc. Tài lộc thì tốt, tức là nhà từ 113 độ đến 157 độ ấy, thì năm nay thì tài lộc thì tốt, tiền vào là tốt, ok đó. Nhưng mà tiền ra có luôn. Thìn, cung Thìn này, cái nhánh phía bên trái này là từ 113 độ đến 127 độ này là cung Thìn, chính là thái phương thái tuế chiếu đến, mà thái tuế chúng ta biết rồi là hung tinh. Còn thêm là cái thìn này là tự hình và hoàng hoàng phan cờ quạt ở đây, cho nên nếu mà tu sửa hoặc là có cửa cung thìn này là xấu. À, tiền thì vẫn vào nhưng mà nhiều chuyện xảy ra lắm, thị phi rồi đau ốm rồi tai nạn, tóm lại là có vào rồi lại có ra. À, thứ hai là hướng tốn, hướng tốn là hướng chính tây nam này là sao xấu nó nhiều lắm. À, sao lực sĩ là cái sao cũng em của đại tướng quân thôi, tức là tay sai Trương Phi luôn đấy, động đâu chém đấy, độc hỏa này, phá bại ngũ quỷ này, âm phủ thái tuế này, tuần sơn la hầu này. À, thì toàn bộ cái sao xấu nó tập trung vào cái hướng tốn rất là nhiều, cho nên năm nay mà nhà hướng tốn là hướng chính đông nam ấy, hướng chính đông nam là xấu, là không yên. À, và cái hướng tỵ thì nó đỡ hơn, nó tốt nhưng mà nó lại phạm kiếp sát. À, kiếp sát thì nó cũng là một cái hạn tương đối nặng bởi vì nó là âm khí của năm, cho nên này, kiếp sát này dễ sinh ra bệnh tật, dễ sinh ra bệnh tật. Ở nhà hướng đông nam này thì năm nay thì đối với hướng thìn, cửa thìn thì nên có nghê hóa sát nhé, nghê đồng, hồ lô đồng đặt ở phía cung thìn để hóa sát, cung tốn để hóa sát, cung tỵ để hóa sát. Nó tóm lại tất cả nhà hướng đông nam, cửa đông nam năm nay nên có nghê đồng hoặc hồ lô đồng để hóa sát. À, nhưng mà nó được lộc, năm nay là năm được lộc, thế thì nên có dùng sử dụng tranh khai cung tài lộc. Đó, thì đấy là tám cái hướng nhà. Thế thì trong mỗi cái hướng như vậy nó có đều có sao tốt và sao xấu, không có hướng nào toàn xấu cũng không có hướng nào toàn tốt. Trong họa thì có phúc, trong phúc thì có họa, cho nên chúng ta đừng thấy hung tinh mà sợ, và cũng đừng chủ quan thấy có cát tinh mà mừng. Nên là chúng ta phải gọi là tìm phúc tránh họa là như thế. Biết cái gì phúc để mà mình kích cầu nó lên, biết cái gì họa để mà áp chế nó xuống, thì đấy mới là sự sáng suốt. Thế nên là cái buổi hôm nay chúng ta có cái tiêu đề là gì? Tiêu tai nạp phúc là nó như thế. Tôi trình bày cả sao tốt và cả sao xấu, cả cái được và cả cái mất, để chúng ta có cái nhìn tổng quan. À, nó khách quan, có họa, có phúc, có xấu, có tốt, làm thế nào để tiêu tai nạp phúc.
Thì đấy là tám cái hướng xung quanh nhà mình, cũng đồng thời là tám cái hướng nhà trời gặp. Đấy là, nhưng mà chúng ta để ý là năm 2024 cũng là cái năm mà bắt đầu vận chín. Vận chín thì nó kéo dài 20 năm, tức là năm 2024 cho đến 2043. Thế trong lịch pháp huyền không phi tinh thì nó có cái khái niệm gọi là tam nguyên cửu vận, tức là mỗi chu kỳ thì có 9 cái vận, mỗi vận thì có một cái sao chủ quản. Cái chòm sao này, chủ quản này nó nằm ở trên bắc cực, cái trục bắc cực của trái đất, và nó cứ xoay vòng tròn trên đấy như một cái ô. Sao trên trên trời thì nhiều lắm, nhưng không phải sao nào cũng ảnh hưởng đến chúng ta đâu. Cái, có hai cái hệ sao ảnh hưởng lớn nhất, một là chòm sao bắc cực, hai là chòm sao xích đạo ở vòng xích đạo. À, một cái là cái chòm sao ở bắc cực thì nó xoay tròn ở trên trục bắc, nó giống như một cái ô, cái lọng, cái dù nó che trên đầu trái đất và nó chụp cái lực của nó xuống. Và hàng năm nó do nó xoay chuyển thì nó sẽ tạo ra những cái suy vượng phúc quả khác nhau. Kết hợp với nó thì cái vòng sau 28 chòm sao gọi là thập nhị bát tú. Thập nhị bát tú là 28 chòm chứ không phải 28 ngôi sao, à, xoay quanh vòng xích đạo. Hai cái hệ thống đấy là ảnh hưởng lớn nhất đến trái đất chúng ta. Thế thì năm 2024 là năm bắt đầu vận chín, và mỗi cái vận này là một vận trong một chu kỳ. Một chu kỳ có 9 vận là 180 năm. Và khi mà chúng ta có cái lịch này, chúng ta dùng thì hiện nay là chu kỳ thứ 28, tức là hơn 5.000 năm rồi. Hơn 5.000 năm. Thế thì năm nay cũng là năm mà cái gia trạch của mình ấy, nó chuyển vận. Nó chuyển vận. Thế nếu mà chúng ta quyết định đúng năm nay năm sau thì chúng ta có thể đón được một cái vận dài 20 năm. Nó tốt lên. Mà nếu mà chúng ta không biết thì 20 năm tới có thể nó xấu đi. Và tôi hay nói là đời người được mấy lần 20 năm. Và đa số những cái người mà ngồi trong cái buổi hôm nay là 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi rồi. Cho nên giỏi lắm được một lần 20 năm nữa thôi. Nó rất là có ý nghĩa, rất quan trọng trong cuộc đời mình. Thế thì chúng ta cần phải làm gì để khai cái vận chín này? Nó có một vài giải pháp, mà cái này nó không liên quan đến người mà liên quan đến nhà. À, tương đối là phức tạp và tốn kém. Để có thể khai vận chín đón đầu 20 năm tới thì có ba giải pháp lớn. Một là sửa nhà để đón vượng khí. Hai là sửa nhà để đổi vận mới. Và ba là xây nhà mới. Đây là ba nhóm giải pháp. Thế nào là sửa nhà để đón vượng khí? À, ví dụ như là chúng ta chuyển cái cửa từ chỗ này sang chỗ khác, từ chỗ sao suy sang chỗ sao vượng, hay là chúng ta chuyển cái cổng từ chỗ sao suy sang, hoặc là chúng ta mở thêm cái cửa phụ ra vườn ở nơi có sao vượng chiếu đến. Thì cái này rõ ràng là để làm được như vậy thì chúng ta phải biết rất kỹ về căn nhà của mình, và đương nhiên là tốn kém. Cái giải pháp thứ hai ấy, là sửa nhà để đổi vận. À, đổi vận là nó hoàn toàn khác, và cái việc sửa nhà đổi vận là phải sửa quy mô lớn bằng cách là gì, xây thêm một một tầng lầu nữa, hoặc dỡ mái ra lợp lại mái mới, hoặc thay toàn bộ gạch của tầng 1 để đổi vận mới. Nhưng không phải nhà nào cũng có thể đổi vận nhé. Có nhà đổi xong, nhà nào được làm và nhà nào không được làm, chứ không phải nhà nào cũng đổi được đâu. Có những nhà đổi xong nó vẫn vậy, cho nên phải biết được. Và cách thứ ba là xây nhà mới. Thì đây là những cái phương pháp khai vận.
Cái này nó khá là phức tạp và tôi có trình bày nó chi tiết trong một cái sản phẩm nó dài hơn. Mà mấy hôm vừa rồi tôi cũng có giới thiệu đấy là bộ sách là Huyền Không Phi Tinh Vận Chín Đồ Giải. Thì đây là quyển sách mà tôi viết để dành cho bà con là khai vận chín. À, tôi là tác giả và được quyển, nói chung là viết sách phong thủy thì cơ bản là nó không dễ này. Còn để được xuất bản này còn khó hơn nữa, bởi vì cái này người ta kiểm duyệt rất là gắt gao. À, đến cục xuất bản phải có ý kiến xem là có mê tín dị đoan không, biết có vấn đề gì không. Nên để xuất bản mấy quyển sách này là tương đối gắt gao, và rất may là ngày mùng 10 tháng 1, tức là cách đây một tuần, là cục xuất bản đã cấp phép cho tôi quyển sách này và là xuất bản Hà Nội đang sản xuất, và ngày mai thì bắt đầu người ta giao cho tôi những quyển sách đầu tiên. Ngày mai là nhận mấy trăm cuốn, mấy trăm bộ. Thì cái sách này là gồm, tôi viết thành một bộ gồm có hai cuốn là quyển thượng và quyển hạ.